Phẩm đời mạt pháp. Ngài Thanh Sĩ với phẩm này nhắc lại: có một lần hình như trong mộng mà không phải mộng, có bóng từ bi hiện đến, nói lời Phật pháp cao siêu, rồi ngâm lên những bài kệ chỉ dạy pháp môn niệm Phật hết sức tuyệt diệu phi phàm. Đại đệ, ngài giảng về pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà là pháp tu dễ nhất trong thời kỳ mạt pháp. Bài thơ được viết theo thể thơ Thức Ngôn Trường Thiên, bài kệ viết theo thể Ngũ Ngôn Trường Thiên, đan xen hết sức toàn hảo vi diệu, chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn tả được thành lời. Kính mong quý vị thành tâm lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Hình như mộng mà không phải mộng, từ đâu đưa đến bóng từ bi, thốt những lời bất khả tư nghi, ngồi tại thế dường đi trong gió, thân tứ đại thấy rằng không có, ngũ trược đời như bỏ từ lâu, lặng lẽ nghe giáo lý nhiệm màu, một bài kệ bắt đầu vang vội. Rằng tám môn bốn ngàn pháp vào thời kỳ mạt kiếp, dễ tu có một môn niệm A-di-đà Phật, mọi tội lỗi tiêu tan, các vọng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành, đủ sanh về Phật quốc. Tiếng kệ ấy tai nghe đã sức, lòng còn đang phượng phất như mơ, vừa xét suy vừa cũng đợi chờ những gì sẽ được cho nghe nữa. Không riêng muốn một mình xem sửa, muốn cho nhiều người nữa được nghe. Bởi thấy đời nay quá khắt khe, ít người chịu tin nghe đạo lý, kẻ thì bởi không ai dẫn chỉ, người thì vì thế sự buộc ràng. Đa số người chỉ biết thế gian, không tin có thiên đàng địa ngục, nên chẳng thiết đến điều tội phúc, chỉ làm theo sở dục thường ngày. Có phải chăng vì lý do này khiến nhân loại đông tây thù ghét, lấy đạo nghĩa con người ra xét, không khỏi sanh lắm việc lo buồn. Rối đời không mấy kẻ gỡ xuôn, trái lại lắm người đươn thêm rối, kẻ thì tạo rối trong gia đồi, người thì gây rối tới bên ngoài. Trường cạnh tranh cứ mãi kéo dài, khiến người khắp trần ai đều rối, như đã hiểu tâm này mọi nỗi,
bóng từ bi tiếp nói thêm rằng: chúng sanh trong nhà lửa đang say giấc mộng trường, nếu không người gọi thức tất bị cháy tan xương. Chuông thiền nên rộng gấp, nước tình phải rưới bươn, độ dân rời hỏa trạch cùng Phật đáo Tây Phương. Tử sanh không ràng buộc, phiền não hết vấn vương, vượt ngoài vòng nhân ngã, khỏi hẳn cảnh ghét thương. Phàm tình không phá phách, sự thế hết nhiều nhương, luôn vui không thấy khổ, thật tự tại miên trường. Chúng sanh trong hạ giới mau cải ác tùng lương, giấc mê trần hãy tỉnh, cửa Phật pháp mau nương. Cõi đời là đau khổ, kiếp sống vốn vô thường, ráng tu cho giải thoát, ấy là kế thượng phương. Nghe kể qua không ngớt suy lượng, làm sao gọi kẻ còn mê giấc. Chạy ra khỏi nhà đương cháy hực, giải quyết cho xong cuộc hồng gian, nhược bằng không tỉnh kiếp mộng tràng, đời khó tránh tiêu tan cho mạt. Lâm tử trần phải tìm lối thoát, rớt sông mê bờ xác khá tầm. Người đời đến sớm biết hồi tâm, trận đứng kiếp thăng chậm thế sự, tin lời Phật trở nên lưỡng lự, phải nhất tâm bỏ giữ làm lành. Tất nhiên là nghiệp khổ chúng sanh, chẳng có cớ lôi mình vào đó. Việc ấy rất nhiều người biết rõ, nhưng lòng không chịu bỏ cho xong, cứ để cho mơ mịt cõi lòng. Năm tháng cứ tùy tông thị dục, rốt cuộc chỉ để dòi tựa nút, riêng mình thì tiếp tục chịu đầy. Rừng mê càng xanh mọc thêm dày, biển khổ cứ đào xoay sâu thẳm. Dòng sanh tử nhiều đời gieo rắm, khó nhổ cho hết đắng nhất thời. Nhờ từ bi chỉ dạy cho đời những đạo pháp hợp thời hiện tại. Đây vừa phát tâm cầu thế ấy, liền nghe bài kệ dạy như sau: tất cả tâm lòng thành gom vào một niệm Phật, khi niệm ấy phát lên vang rền trong trời đất, rừng mê
cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt. Chỉ trong cái hoát nhiên thấy rõ tam thế Phật. Nghe kể qua như là mở gút, giúp cho người thiểu đức dễ tu. Bất luận là kẻ trí người ngu, đều có thể trì câu lục tự. Thật niệm Phật dứt lòng hung dữ, quyết tu hành bỏ sự gian phi. Lời danh đời lòng chẳng thiết chi, đường giải thoát cố đi cho tốt. Trong nhà lửa mà không bị đốt, ở cõi trần mà vượt khỏi mê. Có vinh huệ chẳng nhiễm vinh huệ, được phú quý không mê phú quý. Càng có của càng đem bố thí, càng có quyền càng nghĩ cứu dân. Giàu sang không phụ bạc cơ bằng, thông minh chẳng nhạo khinh ngu dài. Được thân thế lòng càng rộng rãi, đủ tiện nghi giả phải khoan dung. Không thừa cơ chụp giật hành hung, chẳng cày thế thổi lông tìm vết. Muốn làm sống không đành làm chết, thương người không nỡ ghét hại người. Tìm làm cho hòa nhã tốt tươi, chẳng muốn tạo lôi thôi gây gỗ. Giữ nhân cách biết điều thẹn hổ, ở thẳng ngay sống có cương thường. Nghe khổ người lòng biết xót thương, thấy đói biết chia cơm sẻ áo. Ở chòm xóm lấy câu hòa hảo, trong gia đình dình đạo hiếu thân. Ai cũng đều ăn ở có nhân, người đời sẽ bớt phần thống khổ. Ai cũng biết chung lo tế độ, thì ngục môn bế ngõ từ lâu. Được lạc an khắp cả hoàn cầu, đâu đến nỗi khổ sầu tấp nập. Nghe lời Phật lòng lành ráng tập, chỉ công lo niệm Phật tu hành. Lúc sống không đầy đọa thân sanh, khi thác được gửi mình cõi Phật. Ý nghĩ đến đây vừa mới dứt, kể nghe bài kể khác ngâm lên rằng: đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi chi lục tư, thức cũng tưởng a di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ nam mô, nín cũng ôm Phật sự, cực lạc muốn vãng sanh, cứ y hành như thường. Mật ý bảo rằng dù đa sự,
cũng thầm ghi sáu chữ Di Đà. Niệm Phật tâm chẳng phút nào xa, tất không chỗ để tà y khởi. Chỉ một niệm cầm lòng đi tới, Phật Tây Phương sẽ gọi đến tên. Chốn Liên Trì sen báu nở lên, khi mãn kiếp ngồi trên chín phẩm. Người đời khá để lòng suy gẫm, tìm lối ra khỏi cảnh hồng trần. Chớ chuốc thêm tội lỗi vào thân, nên cương quyết dứt lần nghiệp chướng. Ở rộng rãi chớ nên hẹp lượng, lo giúp người đừng tưởng riêng mình. Đối với ai cũng ở thật tình, chớ đừng có lòng sanh giả dối. Ráng ngừa tranh đừng cho phạm lỗi, lỡ phạm rồi tự hối chừa ngay. Được thế là cũng quý lắm thay, người đời có mấy ai toàn thiện. Bậc tiên thánh trước khi chưa hiện, cũng lỗi lầm nhiều chuyện như ai. Nhưng nhờ lòng cương quyết dẻo dai, nên các việc lầm sai chừa hết. Từ những chỗ tâm trần mê mết, đổi ra lòng cầu Phật vãng sanh. Tuy khó khăn cố gắng sẽ thành, vạn sự ở nơi mình trì chí. Trong trí não đây còn đang nghĩ, được nghe thêm kệ chỉ cho rằng: ở chỗ vắng không người, cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm A-di, chăm nom bồ đề cội. Nếu tà ý còn sanh, bởi Phật tâm còn rối, khéo điều khiển lòng mình, đường Tây Phương một lối. Nghe kệ xong nghĩa màu đã hồi, tự mình chừa chớ đợi Phật răn. Chưa tròn lành còn phải ngừa ngăn, được toàn thiện khỏi cần xem sửa. Buổi sơ cơ biết ra công chữa, thành quả rồi là thuở nhàn cư. Khó khăn là từ bước hỏng hư, mà biết sửa ra người đứng đắn. Việc khó tạo quyết làm sẽ đặng, đạo khó tu cố gắng thi thành. Người chịu hành hay chẳng chịu hành, là tất cả mối manh quan trọng. Biết trừ lúc tâm vừa mới vọng, thì tội đâu còn lộng ra ngoài. Giao lụt mà được bén nhờ mai, phàm nên thanh nhờ hay tu luyện. Muốn cho Phật Di Đà lai viếng, trong lòng đừng vắng tiếng Nam Mô. Có thật mời thì kẻ mới vô, không thèm gọi ai mà bước đến. Mong về Phật cõi phàm chớ mến, muốn nên tiên tách bên hồng trần. Phải quyết tâm chớ có ngại ngần, Quang Âm cứ xoay vần chẳng đợi. Chúng sanh ở trong miền hạ giới, khá chọn đường đi tới Tây Phương. Để phủi rồi hết cảnh oan ương, và cũng dứt xong đường sanh tử. Nếu
còn lo chữ, tất là không khỏi sự báo oan. Vay thế gian phải trả thế gian, đi đường Phật thì sang cõi Phật. Thế gian chịu khổ sầu chất ngất, cõi Phật thì khoái lạc vô biên. Ráng tu hành, ráng trường phước duyên, để sớm được trường miên bổn mạng. Kiếp người thấy tợ vừng mây ráng, ngọn gió qua đủ tán số căn. Ham làm chi những việc hung hăng, để chịu lắm tai nạn kiếp sống. Không học Phật cũng dình đạo khổng, chẳng tu tiên cũng sống nên người. Lấy lương tâm ra đối xử đời, cho xã hội loài người tốt đẹp. Các tật xấu thói hư nên dẹp, ráng trao tria tánh nết hiền lành. Chớ qua vì mến việc lợi danh, đức liêm sĩ của mình chôn lấp. Bề nhân cách cũng cần tu tập, việc lễ nghi phải học đàng hoàng. Tuy quen thân cũng chớ sổ sang, dù cực ruột cũng đừng bướng bà. Cách ăn nói trọn lời tao nhà, khi ngồi nằm lựa chỗ khiêm cung. Kẻ nhận lầm thì khá thư dung, người nói đúng nên công nhận phải. Khôn ngoan chớ khinh người ngu dại, giàu có đừng bạc đãi nghèo hèn. Bất luận người ấy lạ hay quen, khi hữu sự sẵn sàng giúp đỡ. Trước việc nghĩa lòng không hề sợ, ấy những điều cần có nơi người. Ở thời kỳ thế kỷ 20, các việc thiện con người khó tập, nhưng cũng ráng ra công bồi đắp, để cho ra phẩm cách con người. Đời văn minh sống chẳng tốt tươi, thì giá trị con người đâu xứng. Xét suy kỹ rồi trao trĩa phần, để bớt đi nhơ bẩn cuộc đời. Trong lòng đây còn nghĩ chưa thôi, liền nghe được những lời kể khác rằng: bụi trần tuy bao phủ, son sắc vẫn một lòng. Mấy hoa trăng lại tỏ, sóng lặng biển hoàng trống. A Di không ngớt tưởng, Đà Phật vẫn hằng mong. Nguyện sanh về cực lạc, chẳng thích ở trần hồng. Được phát tâm như thế, chúng sanh đó thành công. Nghe kệ này chứng tỏ cõi lòng, dù lăn lóc cũng không thể mất. Dứt mê được tức hồn tâm Phật, rửa bụi sông vẽ ngọc sáng ra. Phải tự tin nơi bổn tâm ta, ráng tìm kiếm cho ra manh mối. Người khó được có lòng tự hối, biết hối thì tội lỗi điều tiêu. Đó quyết tu
thì cũng được siêu, sớm phàm tục kế chiều tiên thanh. Mai Phật tùy lòng bá tánh, người cũng nên lựa cảnh mà đi. Được trở nên Phật chẳng khó gì, khó là bởi không y lời Phật. Lòng này nghĩ tới đây vừa dứt, tiếng cậy màu tiếp tục vang lên rằng: niệm A-di-đà Phật, nối liền không hở dứt, lục tặc hết đường sanh, tam bành không chỗ xuất, tan dần nẻo ngục môn, hiện rõ đường lạc quân, sức màu nhiệm vô cùng, khi được trơn công đức. Tuy rằng tiếng kệ màu đã dứt, lòng chưa ngưng một phút nghỉ ngơi, những điều chi Phật đã thốt lời, cố suy nghiệm để khơi nguồn đạo, xét rằng kiếp phàm là khổ não, vãng vật là mộng ảo đồng trường, việc tử sanh không trốn khỏi đường, thật là chẳng khác tuồng con múa. Nếu không sớm tìm đường sáng sủa, còn muôn đời sống chỗ u minh, bi lợi danh làm mất tâm linh, vì vật chất nên quên tình cảm tốt. Thấy tề bạc khiến lòng như đốt, nghe gian ngoan bắt sốt ruột ra, giờ phút nào cũng rất thiên tha, lòng giả của người ta từ mận, bỏ đi tánh hẹp hòi nhơ bận, rèn tập lòng rộng lớn sạch trong. Cứu đồng bào bớt cảnh long đông, giúp nhân loại khỏi vòng tai biên, vì chánh nghĩa riêng thân vui hiến, lo đạo màu mặc tiếng khen chê, quyết làm cho đời tình dân mê. Phận mình có quản chi việc khổ, nói chi Phật trọn đời cứu độ, học từ bi rộng mở lòng thương, kêu gọi người cải ác tùng lương, lo giải thoát là phương cứu cánh, luôn niệm Phật thường trao đức hạnh, chừa ác ngôn với tránh tà tâm, loan năng khi đã lạc lầm, biết nhận lẽ khuyên răng chánh đáng, việc hào hiệp khó làm cũng ráng, ở thẳng ngay khó đặng cũng lo. Đường đời tuy có lắm quanh co, ráng chiều uống để lo đạo đức, thấy kẻ yếu liền ra giúp sức, việc lợi dân chẳng chút ngại ngần, thực hành câu vị nghĩa vong thân, đem khiêu tỏ tinh thần bác ái. Kiếp này chẳng cứu sông nhân loại, thì kiếp sau cũng nói đổ đời. Chữ từ bi nhất định không rời, câu hỷ xả muôn đời chẳng bỏ. Đạo Phật quyết tình khai rộng ngọ, phép tu nguyện vạch rõ nhiều phương, cho nhân sanh cực lạc biết đường, sớm giải kiếp trần dương tạm già. Còn đang nghĩ ngợi nhiều trong già, ký nghe bài kể tỏ thêm rằng: lòng vui chẳng chỗ lường, tình thương không vật sanh, thật là tâm từ bi, thật là ý Phật thanh. Hỡi kẻ ở hồng trần, hỡi người ta bà canh,
muốn cùng Phật sanh cư, phải vui thương ba tánh, nghiệp chướng chớ đeo mang, nợ thế gian trả rành, nhất tâm niệm Di Đà. Trì chí lo đạo hành, trong không rối loạn tâm, ngoài chẳng điều diêu cảnh, rộng tờ khoảng hư không, sang như mặt nhật anh, đạt đến chỗ này rồi, không còn lời xó xanh. Tiếng kệ ấy ngân như chuông đành, vẫn còn nghe văng vẳng bên tai. Người nào dù có lắm ngủ say, nghe đến cũng mở ngay đôi mắt, biết rõ giấc mộng trần mê hoặc, bừng tỉnh ngay không chút dần già. Rất ước mong khắp hết người ta, đồng tưởng Phật Di Đà thường niệm, học đạo lý trao dồi hạnh kiệm, xem giảng kinh kiểm điểm tánh tình, ngọn tâm đăng quyết đốt cho mình, để thấy rõ đường sanh cực lạc. Mình biết chỗ mới dìu kẻ khác, không rõ đường khó dắt người đi. Viện thương người phải đúng từ bi, thương sai chỗ nhiều khi gây họa, nên xét kỹ để hành đạo cả, hầu giúp cho Phật quả viên dung. Ngọn lửa trần mỗi bữa cứ nung, mong ba tánh để lòng phản tình, gặp chánh đạo ráng tu chân chính, nghe pháp màu khá vịnh đi theo. Khi thuyền kề bị ngạn quăng neo, đến chừng ấy lái lèo khỏi bần. Một bài kệ khác liền chỉ dần rằng, thật là chân pháp màu thì bất di bất dịch, vạn vật có đổi thay, pháp màu không xê xích, chúng sanh có mất còn, pháp màu không sống chết, gọi là chân pháp màu, trước sau không dấu vết. Hỡi kẻ muốn tu hành, pháp màu là trước hết, nên tìm kiếm trong tâm, tức pháp màu thấu triệt. Nghe lời kể rất nên siêu việc, mong rằng ai cũng biết tận tường, lo hồi quang để thấy tâm vương, ráng phản chiếu cho tường pháp bựu. Việc đạo quả muốn cho thành tựu, người tu nên chung thủy một lòng. Muốn nghĩ thêm chưa kịp nghĩ xong, một bài kệ khác ung dung tiếp rằng, cõi ta bà đau thương, chúng sanh lưng chuyển luôn, phận trong càng thương xót, từ quán chẳng ngớt tuôn, tiếc thay đời mê ngủ, không thấy ánh thái dương, mau tỉnh cơn ác mộng, tỉnh xong kiếp khoái cuồng. Nghe kể qua suy nghĩ thêm buồn, mình cũng một người trong bể khổ, từ xưa cũng vì chưa tỉnh ngộ, mới nhọc công thầy tổ nhiều phen. Kiếp chúng sanh thật quá đổi hèn, không tự giác chờ khuyên mới tình, Thích Ca chẳng đợi ai mời thình, thấy khổ đời tự tỉnh xuất gia.
mỗi đạo màu nhất quyết tìm ra để cứu vớt người ta sống khổ. Tự lòng xót thương đời muôn độ nên sẵn sàng chịu khổ tu hành. Lòng từ bi ấy vốn chân thành nên Đức Phật bình sanh đắc đạo. Biết tự giác không cần ai bảo, đáng kính thay Phật tổ ngàn xưa. Mình làm sao đền đáp cho vừa ân của Phật tìm ra chánh đạo. Mong ai cũng tôn sùng tam bảo, lo tu hành đúng đạo Thích Ca. Giải quyết xong cảnh khổ ta bà, Phật khỏi nhọc công ra dạy dỗ. Đó là việc đáp ơn Phật tổ, cũng là điều giải khổ cho mình. Tất nhiên cùng Phật được đồng sinh, hết còn chịu linh đinh biển ái. Kế nghe tiếp thêm bài kể dạy rằng: người đời tham đủ thứ, rốt cuộc cũng tai không. Thế mà chưa thấy chán, vẫn còn lắm sự mong. Tội lỗi càng chồng chất, đền trả mãi chưa xong. Hồng trần là tạm giả, nên tỉnh ngộ nơi lòng. Lo tu hành niệm Phật cho khỏi nghiệp cùm không. Trọn vui câu giải thoát, các nỗi khổ đều không. Cảnh ấy người muốn đến, nghiệp oan chớ đèo bồng. Hành y lời Phật thuyết, sẽ toại ý người mong. Ý kệ như trắc kẻ trần hồng, biết vật tạm mà lòng cứ mến. Rốt cuộc chỉ não sầu đưa đến, người đời không mãn nguyện bao giờ. Trong cái vui có cái khổ chờ, đang ngày sống sẵn hờ ngày chết. Cái chi đến cuối cùng cũng hết, không vật nào người được giữ còn. Ví dụ là sông biển núi non, cũng vẫn bị tan mòn khô cạn. Sanh thì phải tử là định mạng, vật hữu hình có hạn số căn. Nếu không tìm đường lối siêu thăng thì muôn kiếp vẫn còn sanh tử. Trong lúc sống dù mưu vạn sự, khi chết rồi ra thứ buồn lầy. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, ai cũng thế, nào ai khỏi được. Nên cởi mở nghiệp trần thúc phược, để tử sanh hết buộc trói mình. Sự giả chân phải xét cho mình, lẽ siêu đọa cũng nên nhớ lại. Y lời Phật tổ xưa chỉ dạy, giải thoát muôn khổ hải ta bà. Cầu vãng sanh cảnh giới liên hoa,
lục đạo khỏi vào ra thọ nạn. Đồng Bồ Tát Như Lai trường mạng, cứu mình còn cứu đặng tổ tiên, cũng như là các bậc tiền hiền, không thèn kẻ sanh trên mặt đất. Nếu người chỉ sống theo vật chất, thân mất rồi các vật hóa không, như giả trang xe cát biển đông, muôn việc đổ theo dòng nước cuốn. Lo giải thoát cho đời khỏi uổng, nên làm lành để chẳng phí công. Hãy mở tâm bác ái đại đồng, cứu giúp kẻ sống trong cảnh khổ. Nên hòa thuận chớ nên gây gỗ, tha thứ nhau đừng bó buộc nhau. Người dù là không phải đồng bào, cũng đồng loại nỡ nào nhiễu hại. Nên giúp đỡ để cùng tồn tại, chớ đem lòng phá hoại lẫn nhau. Tinh thần nhân loại khá nêu cao, lo giải quyết khổ đau đời sống. Dẹp ích kỷ, dẹp lòng tham vọng, mở lương tâm, mở rộng tình yêu. Người với người tương trợ mọi điều, lấy thành thật ra nêu trước hết sự vui khổ hoặc bề sống chết. Lo đỡ nâng cứu vớt lẫn nhau, đạo làm người cùng biết đổi trao, mọi cảnh khổ hoàn cầu được bớt. Vì cơm áo khá nên chia sớt, cảnh hòa bình cùng hợp nhau xây. Mối tình thân thiết giữa nhân loài nên tìm cách tạo gây chặt chẽ, giúp nhau các lo âu được nhẹ, được an cư trên lẽ sống còn. Suy nghĩ còn tiếp giữa lòng son, kế bài kể khác liền đưa tới. Rằng chúng sanh cõi trần lao, thiếu lòng cứu trợ nhau, sanh ra nhiều tai họa, khiến lắm việc buồn đau. Khổ vô tình thì ít, khổ cố ý biết bao. Bởi ngã nhân làm khổ, vì ích kỷ gây sầu. Ngàn xưa đã như thế, ngày nay có khác đâu. Dục vọng sanh giết hại, tham lam đổ máu đào, oán thù vì lợi lớn, giận ghét bởi quyền cao. Tiền tài quên cốt nhục, danh vị hại đồng bào. Quyền nhân các sự khổ, người đã hiểu ra sao. Nhưng mà không chịu tranh, trái lại cứ mang vào, khiến cho thêm khổ nạn đời này đến đời sau. Chúng sanh trên thế giới cần phải biết thương nhau. Tiêu diệt cảnh nghèo khó, tẩy trừ nạn đói đau, cùng chung lo bảo vệ, không phân biệt sắc màu.
đối đãi nhau thành thật, cùng tôn trọng lẫn nhau, hòa bình chung sức lập đạo đức cô rồi cháu. Sống không làm nhau khổ, chết cũng được tiêu dao. Loại người trên thế giới, việc ấy khá ghi vào. Giúp người vui thì tốt, làm người khổ nỡ nào. Việc lành nên tạo gấp, điều dữ khá chừa mau. Đồng tâm hành thiện sự, đâu còn cảnh binh đao. Khổ ta bà tất hết, vui cực lạc thay vào. Đời văn minh tiến bộ, há không nghĩ đến sao. Cái vui và cái khổ, người nên lựa cái nào. Vui thật hay vui giả, khổ tạm hay khổ lâu, cần để tâm chọn lựa, xây hạnh phúc hoàn cầu. Vui cá nhân ngắn ngủi, vui đại chúng dài lâu. Vui riêng khó tránh khổ, vui chung tất chẳng sầu. Thích Ca hồi thuở trước, tại sao bỏ đài lâu? Thấy vui riêng là khổ, vui riêng cũng không lâu. Nên tìm vui đại chúng, thật là vui nhịp màu. Thường tình cho là dài, nhưng nào có dài đâu. Thật là trơn trí thức, thật là kẻ hiểu sâu. Lời danh không thể gạt, tài sắc khó nhữ câu. Đời tư đành chịu bỏ, để đổi vui nhiệm màu. Vui mười phương thế giới, vui vạn vật năm châu. Mẹ cha được vui cả, vợ con cũng hết sầu. Đó là vui chân thật, cũng là vui dài lâu. Hơn mấy ngàn năm lẻ, còn gương sáng mất đâu. Cái vui ấy bất diệt, chúng sanh khá lo cầu. Đời nay là mạt pháp, vui chung rất cần âu. Nếu cá nhân còn nặng, thế giới vẫn còn sầu. Tiêu diệt hay tồn tại, do người chẳng do đâu. Cùng lành cùng sống cả, cùng giữ cùng chết mau. Không cần hỏi tiên Phật, tự xét biết thế nào. Nghe kệ này người nghĩ ra sao? Riêng đây cảm thấy nhiều kích thích. Các đau khổ thêm rành tông tích, con đường lành được biết sâu xa. Ngài ngần chi mà chẳng tiến ra, tạo thế giới bình hòa, khoái lạc. Giúp nhau sống đừng làm nhau thác, ấy là điều khao khát nhất trần. Nên thương người như thể thương thân. Đời cần có tinh thần tương trợ. Làm người kính
chớ làm người sợ, nên giúp nhau đừng có hại nhau. Nếu người đời học thức càng cao, càng biết trọng hậu nhau mạng sống. Trước đau khổ lấy làm cảm động, đó mới là thật bổn tâm người. Nên làm cho ai cũng vui cười, chớ nên để cho người than khóc. Lấy đạo đức ra làm căn gốc, đem khoan nhân đối đáp lẫn nhau. Biết tiếc người từng giọt máu đào, biết trọng sức cần lao kẻ khác. Tránh tất cả những lời chua chát, các hành vi bạo ác tránh luôn. Tránh mọi điều tham vọng điên cuồng, tránh các việc chủ trương phi nghĩa, những hành động khiến đời mãi mỉa. Lo tránh xa không để mang vào, việc ngày nay biết nhớ ngày sau. Tội với phước thế nào xét kỹ, tranh cử động theo lòng hồ mị, tranh hành vi theo ý nhất thời. Tránh hại mình, tránh hại người đời, sự chi cũng xét nơi nhân quả. Luôn tiêu biểu tinh thần cao cả, tỏ rõ người văn hóa thượng lưu. Vui lấy ân ra trả oan cừu, vui chịu khổ để mưu đại nghĩa. Lòng nhân ái thường lo châu chỉa, việc thiện lương chẳng để lãng quên. Các việc vừa lược kể nơi trên, đời văn vật càng nên sớm có. Còn đang nghĩ thêm điều này nọ, kể được nghe bài kể khác thêm. Rằng tuy thế giới ngày nay nhiều phát minh rất tài, nhưng vấn đề sanh tử vẫn còn dở chưa hay. Loài người cứ phải chết, cái chết không đổi thay. Thế là phát minh ấy chưa khỏi kiếp trần ai. Dùng nó giúp nhân loại sống, chớ có mê say. Mê say sanh tự mãn, tự mãn gây nạn tai. Tai nạn bằng khoa học, thần thánh cũng châu mày. Tình thương nhau nếu mất, tiêu diệt chỉ phút giây. Ràn hòa bình thế giới, khá bảo vệ nhân loại. Sự đại đồng bác ai, mẫu thật hiện đời nay. Là người thì giúp đỡ, chớ phân biệt đông tây. Sanh mạng cần tôn trọng, dù rằng khác giống nò hề. Kẻ khỏe giúp người yêu, kẻ dở học người hay. Mạnh đừng sanh lấn hiếp, quyền chớ có ra oai. Dở không làm mặt giỏi, hay chẳng có khoe tài. Giàu đỡ nâng nghèo khó, khôn chỉ bảo ngu ngay. Người sanh trên mặt đất, đồng giá trị như ai. Kính trọng đừng khinh bỉ,
dùng thư chớ gạch gầy. Ấy những điều đáng có ngay trên thế gian này, giết hại không ai muốn, thù oán chẳng ai gây. Người nào cũng chân thật, không ai gạt lường ai, thương nhau như huynh đệ, trọng nhau tờ trên tay. Tinh thần và vật chất đều nâng đỡ cả hai, hòa bình khắp quả đất, an lạc cả nhân loại. Người sợ người không có, ai cũng chẳng nghi ai, của rơi không sợ mất, nhà ngủ khỏi then gài. Người đều cao giáo dục, đều trọng nghĩa khinh tài, bề đức hạnh lo sửa, việc trí thức lo khai. Thôn quê như thành thị đều vui vẻ đêm ngày, không còn người bị hiếp, cũng hết kẻ bị đày. Quan ô không còn nữa, dân bảo cũng chẳng ai, người tự do như một, được bình đẳng nhân loại. Nếu thật là tiến bộ, nếu thật có chân tài, làm vui cho mọi kẻ, không gây khổ cho ai. Mọi người nên phản tỉnh ở nhân vật đời nay. Tiếng kệ tuy đã dứt bên tai, nhưng lòng vẫn còn dài suy nghĩ. Cảm ơn đấng siêu hình dẫn chỉ, các điều này nguyện sẽ truyền ra. Để cho người đời đảo gần xa có dịp đọc để mà suy nghiệm, lẽ phải trái tự mình kiểm điểm, tránh cho thân khỏi chuyện sai lầm. Trước là mình khỏi hối hận tâm, sau là giúp người thêm phúc lợi. Thấy chân chánh làm ngay chẳng đợi, vì thời gian theo dõi bên lưng. Thường việc mai ít gặp hai lần, còn việc rủi gặp luôn không hạn. Khuyên người sự tu hành phải ráng, vì ít khi gặp đặng chánh đàn. Muốn cứu mình hoặc cứu thế gian, thiếu chánh đạo khó toan cứu nổi. Lòng tin tưởng vốn là nguồn cội, nhưng tin lầm tội lỗi càng sâu. Lấy việc tâm xuông chẳng đủ đâu, cần lấy trí xét cầu mới được. Đâu là tội, còn đâu là phước, ma thế nào, còn Phật thế nào. Nhất thiết cần để trí suy vào, phân tích kỹ rồi sau quyết định. Ma giả dối, Phật là chân chính. Ma hại người, Phật chẳng hại ai. Ma làm cho nam nữ đọa đày, Phật cứu độ gái trai giải thoát. Ma vì kỹ thành ra bạo ác, Phật xả thân nên rất từ bi. Ma chỉ làm ngoài mặt tu trì, Phật thì cả trong ngoài đạo đức. Ấy đại khái việc ma việc Phật,
còn những điều tội phước sau đây. Tội là hành động hại nhân loại, phước là việc tạo gây lợi chung. Tội là việc khiến người kinh khủng, phước là điều giúp chúng an vui. Tội là làm lòng ích kỷ hại người, phước là tánh thương người bố thí. Tội là việc trái đường đạo lý, phước là điều hợp với từ tâm. Tội là xui kẻ tạo sai lầm, phước là khiến người làm chánh đáng. Tội làm kẻ hư đời hại mạng, phước giúp người nên hạnh an thân. Tội hại người vẫn chân tinh thần, phước giúp kẻ linh hồn xác thịt. Tội khiêng kẻ lạc đường mù mịt, phước giúp người đến bước quang minh. Tội hại người chịu kiếp tử sinh, phước giúp kẻ nhẹ mình siêu thoát. Tội tóm tắt là điều tà ác, phước kể ra là việc tốt lành. Lòng thương mong tất cả nhân sanh, phân tích rõ để hành đúng lẽ. Không những cứu mình còn cứu kẻ, khỏi đường ma khỏi lẽ tội tình. Giữ thế gian giữ vững an ninh, và cũng giúp nhân sinh hạnh phúc. Dân chúng đã khổ sầu lắm lúc, chắc không ai muốn chất khổ thêm. Trái lại thường cầu khẩn ngày đêm, cho thiên hạ được êm đời sống. Hòa bình mọi nhà đều trông ngóng, giặc giả không ai muốn ước ao. Cái thiện tâm bất luận người nào, cũng đều có như nhau tất cả. Khác nhau chỗ biết làm khai hoa, hay là không chịu mở ra thôi. Lúc mới sanh tánh thiện có rồi, làm tội ác từ hồi nhiễm thế. Biết tỉnh ngộ quay về cội rễ, ngôi Phật tiên có thể trở nên. Tánh thiện mong người chớ bỏ quên, dù sao cũng mau nên nhớ lại. Tội lỗi mấy cũng nên hối cải, nghe kệ kinh trai giới tu hành. Khuyên lẫn nhau lánh dữ làm lành, cùng giúp đỡ khi sanh khi tử. Nơi nào cũng lo hành thiện sự, tất trở nên không khí ôn hòa. Bạo ác đâu còn cơ sinh ra, đau khổ kiếp người ta cũng bớt. Giúp cảnh sống thanh bình khoái hoạt, còn giúp cho khi tháng siêu sanh. Có phải chăng là việc tốt lành, ai cũng có thể làm nên được. Rất mong mọi nhân dân các nước đồng chủ trương đại cuộc hiền hòa, để giúp cho tất cả người ta được vui vẻ sống qua ngày tháng. Một bài kệ khác liền tiếp gian rằng: chúng sanh khắp bốn phương, vì nhỏ hẹp tình thương nên từ hồi vô thị. Không ngớt cảnh chiến trường, nào là tiểu tai nạn, nào là đại họa ương. Từ sanh cho đến chết, thường trong cảnh thê lương. Bao nhiêu điều thống khổ, tự tay khách trần dương. Biết tội không chừa bỏ, thấy ác cứ dựa nương. Phạm tội còn thêm tội,
đã ác mãi ác trương. Kẻ thì cố hung dữ, người thì thích bất lương. Tuy khác nòi khác giống, không khác tánh bảo cường. Khổ khổ ta bà khổ, đa số thiếu tình thương. Tình thương nên mở rộng, thương hết kẻ buông phương. Thành tâm lo giúp đỡ, thật ý ở hiền lương. Thuận hòa không gây gổ, chân thật chẳng gạt lường. Hòa bình đồng yêu chuộng, nhân đạo đồng chủ trương. Người được như thế cả, thế gian tức thiên đường. Nghe kệ này cảm kích phi thường, nhận thấy rất thích đương hiện tại. Hy vọng khóc năm châu nhân loại, biết hồi tâm sửa cải như trên. Mở tình yêu rộng lớn mong men, tạo thế giới hòa bình hạnh phúc. Người cùng biết thương nhau từ chúng, giúp đỡ nhau mọi cuộc thăng trầm. Ai cũng đều được có từ tâm, không ai có ý làm ai khổ. Khi làm quấy tự mình biết hộ, chẳng đợi ai đánh đổ đến mình. Đọc sử kinh trao luyện tánh tình, không thẹn với anh minh tiền bối. Đường sáng sủa quyết soi rộng lối, giúp cho người lui tới tự do. Cảnh bùng lầy được hết sợ lo, cũng khỏi bước lần dò tâm tôi. Học Phật việc từ bi là cội, nơi thánh hiền nhân ở là nguồn. Thương chúng sanh là cứu độ luôn, xưa nay vẫn một đường không khác. Việc nhân nghĩa từ bi muốn đạt, thì tinh thần cương quyết phải nhiều. Chướng ngại dù có gặp bao nhiêu, cũng chẳng để cho siêu lòng già. Đem chí lớn ra làm đạo cả, đeo đuổi cho đến thỏa ý nguyện. Khi phải kiên thì đủ nhẫn kiên, khi phải dũng thì liền anh dũng. Tùy phương pháp để mà áp dụng, tùy thời cơ để ứng biến quyền. Giúp cho người vui vẻ ổn yên, trên đạo lý như trên đời sống. Lòng yêu mến nhân dân càng rộng, thì tâm hồn xây dựng càng nhiều. Cái tinh thần khiếp nhược càng tiêu, và ý chí cao siêu càng lớn. Thấy ai khổ thì lòng đau đớn, chỉ giúp người chứ chẳng hại người. Chính đó là tánh của Phật trời, mà tất cả người đời đều có. Nếu người biết giữ gìn tánh đó, không để lòng vị ngã làm tan, tất nhiên cùng chư Phật đồng hàng. Tình thương kẻ thế gian vô tận, dứt hết tánh muốn ham nhơ bận, cũng không lòng thù hận ghét ganh. Lấy khoan dung đối với nhân sanh, biết giúp đỡ như tình người mẹ. Thấy hạnh phúc thì lòng vui vẻ, nghe khổ đau thì giả buồn rầu. Dù đi đâu và ở nơi đâu, lòng thương nhớ lo âu đến mãi. Phật đối với nhân sanh thế giới, cũng nhớ thương như vậy khác chi.
cho nên người học đạo từ bi. Các điều ấy nên ghi nhớ rõ, ngôi Tam Bảo quyết làm sáng tỏ, thực hiện lòng cứu độ vô biên. Nếu tinh thần giác ngộ siêu nhiên, cho bá tánh tục tiên được thấy, như thế mới đúng lời Phật dạy, và làm cho nhân loại soi chung. Hầu bỏ đi các việc dữ hung, giúp nhau được sống trong hòa khí. Người nào cũng lo gìn đạo lý, biết thương nhau, biết quý lẫn nhau. Tội lỗi không ai muốn phạm vào, ai cũng muốn dồi trao công đức. Tâm ô nhiễm hồng trần lo dứt, quyết tu cho giải thoát kiếp mê. Cõi niết bàn khi thác được về, như thế chẳng việc chi sánh kịp. Câu chuyện tới đây vừa nghĩ tiếp, tai liền nghe kể khác ngâm lên rằng: chúng sanh đồng giác ngộ, nhận rằng đời là khổ, thì bất luận người nào cũng như mình nên độ, hoặc độ người bằng công, hoặc độ người bằng của. Giúp nhau có cơm ăn, giúp nhau có nhà ở, vui sướng cùng sớt chia. Khổ lao cùng giúp đỡ, thông minh giúp dại ngu, giàu sang giúp nghèo khó, mạnh mẽ giúp yếu hèn, quan quyền giúp dân giả, tồn vong cùng chung lo, an nguy cùng ủng hộ, giúp nhau được yên lành. Giúp nhau hết đau khổ, tận tâm thương yêu nhau, tận tâm lo dạy dỗ, đồng mở rộng trí tài, đồng nâng cao trình độ, phá tan hết rừng mê, lấp bằng hết biển khổ, chung lo việc vãng sanh, chung lo việc hóa độ. Đồng tâm niệm Di Đà, đồng soi gương Phật tổ, thế giới được quang minh, nhân sanh hết thô lỗ, ai cũng thiện như ai, cõi ta bà hết khổ. Chúng sanh ở đời nay sự khổ đau vô số, chết nhiều thứ dĩ kỳ, bệnh nhiều chứng khoái gỡ, do người tạo gây ra, không phải tự nhiên có. Cùng nhau biết làm lành, tất thanh trời lặng gió. Cái việc ấy rất cần, đời nay mau thi thố. Nếu để chúng ngày qua, kiếp thế gian sụp đổ, chừng đó muốn lo toan. Đã ra người thiên cổ, mê ấy vẫn huần mê. Khổ kia tồn lại khổ, muôn kiếp chịu lăn trôi, khó tìm ra bến đỗ. Vậy chúng sanh đời nay ráng tu cho tỏ ngộ. Nghe kệ qua khiến lòng mừng sợ, nghĩ rằng mình hẳn có duyên chi, mới được nghe rộng nghĩa từ bi. Đường Phật Pháp bước đi càng mạnh, thiên xác nhận tình thương bá tánh, đối với lòng Phật Thánh giống nhau. Loài người sanh trên cõi trần lao, có liên hệ với nhau mật thiết,
cũng nhờ cậy lẫn nhau mọi việc, cho nên cần phải biết thương nhau. Mặc dù là có khác sắc màu, hoặc là chẳng cùng nhau nòi giống. Tình thương phải cần lo mở rộng mới giúp nhau cuộc sống đồng vui, cũng chẳng làm xã hội đi lùi. Biết trao đổi khiến đời đầy đủ, một mình chẳng thể nào phong phú, phải nhờ người vật nọ vật kia. Hầu hết do kẻ khác xớt chia, người mới có mọi bề vật dùng. Kẻ cài cây, người lo tầm nhọng. Kẻ cầu đường, người đóng tàu xe. Nhỏ như kim, mỏng tờ lụa thế. Điều nhờ kẻ làm ra mới có. Ví dụ cái xác thân mình đó cũng là nhờ cha mẹ sinh ra, đâu tự nhiên mà có người ta. Các vật khác cũng là như vậy, do vật nọ vật kia hợp lại mới trở nên tồn tại sanh thành. Nào khi trời, nào có cây xanh, nào ánh sáng, nào dòng nước chảy, đều là giúp sống cho nhân loại rất liên quan trọng đại với người. Thiếu nó thì không thể sống đời, từ xưa đến hiện thời vẫn thế. Người với người có dây quan hệ, vật cùng người toàn thể nương nhau. Từ việc nào cho đến việc nào, người với vật nương nhau tất cả. Nhìn đâu cũng thấy cần cảm tạ, chớ không nên đem giả phù phàng. Kẻ cho rằng cô lập sống an là kẻ ấy hoàn toàn phi nghĩa. Nếu để ý nhìn ra bốn phía, thấy không nên chia rẽ với người. Trái lại nên đoàn kết khắp nơi, mình với kẻ sống đời mới vững. Gặp thiên tai cùng nhau cứu chặn, nhân hòa thì cùng chặn ngăn nhau. Sự kết liên chặt chẽ chừng nào, người tránh khỏi khổ lao chừng nấy. Chịu suy nghĩ tất là nhận thấy sự liên quan nhân loại ra sao. Cho nên làm người phải thương nhau, lo nâng đỡ đổi trao mọi việc. Không những đối với người quen biết, mà với ai cũng siết chặt tay. Việc bán buôn lòng giữ thẳng ngay, cách đối xử thường ngày thành thật. Của người mất coi như mình mất, thấy người đau như việc mình đau. Sự tham gian trộm cướp đành nào, việc nhiễu hại hùng hào đâu nỡ.
lấy lương tâm con người ra ở. Sự bất lành rất khó sanh ra. Đối với ai cũng có thể hòa, cái phẩm gia người ta không mất. Dù chẳng biết đạo tiên, đạo Phật, cũng phải dình tư cách con người. Cách nói năng cũng phải lựa lời, việc làm lụng nên coi thiện ác. Dù người chẳng có ăn chay lạt, nhưng tánh tình phải được hiền. Việc yêu trung cần phải đo lường, bề ăn nghĩa cũng nên đền đáp. Thế nào trái, thế nào phù hợp, soi gương đời tất được biết ra. Xung quanh mình đủ hạ người ta, tốt xấu lấy đó mà lọc lựa. Mình được tốt ráng làm tốt nữa, lỡ xấu thì lo sửa hết đi. Ai khen chê cũng chẳng quan gì, việc thấy phải cứ thi hành tới. Sức nhẫn nại là nguồn thắng lợi, tánh gan lì là mối thành công. Mỗi người đều đầu não vẫn đồng, nhưng bền chí hay không có khác. Kẻ bền chí công thành danh đạt, người đổi tâm sạt nghiệp hư thân. Việc càng to càng khó bao lần, càng bền chí bền tâm mới được. Ví dụ sự tu hành trưởng phước ở đời này thật rất khó làm. Xung quanh mình đầy việc tục phàm, đầy quyến rũ dễ làm xa ngã. Nếu người chẳng bền lòng chặt già, phước không nên, đạo quả chẳng thành. Đó nói riêng về việc tu hành, còn việc khác muốn nên cũng thế. Lấy bền chí ra làm cội rễ, đem quyết tâm ra thế thần phù. Để hoàn thành chí hướng trưởng phu, biết cư xử tròn câu đời đạo. Nhận thức rõ kiếp người mộng ảo, thì phải mau tìm nẻo thoát ly. Chớ không nên vì lý do gì ngồi im để chờ khi hoại diệt. Sự đáng bỏ, bỏ ngay chớ tiếc. Việc nên làm riết chớ ngưng. Người phải nên tự chủ lấy thân, và cần có tinh thần nhất định. Việc chi cũng phải nên bình tĩnh, để xét suy tà tranh thế nào. Biết rõ rồi sẽ quyết định sau, tiến hành đến khi nào kết quả. Lòng đã quyết trời gầm không nhà, dám hy sinh hết cả cuộc đời.
sớm muộn gì cũng đạt đến nơi đúng như ý của người mình muốn. Có nhất định tất đời không uổng, có chủ tâm thì chẳng phí công. Sắt đá không thể cứng hơn lòng, lòng cương quyết thì không chi khó. Lối âm tự được vào tận ngõ. Nhờ đường tăng đầy đủ quyết tâm, việc khó nhưng lòng có kiếm tầm, quả quyết với người rằng sẽ gặp. Đem hết cả thành tâm tu tập, mỗi đạo màu sẽ gặp mỗi mảnh. Phật không sai hẹn với chúng sanh, nếu sanh chúng trọn lành tâm ý. Chuyện đến đây lòng còn đang nghĩ, bỗng nhiên nghe bài kệ khác thêm rằng: muốn làm Phật hai mang, tự hỏi lấy lòng ta. Đừng hỏi nơi Phật tổ, cũng chớ hỏi Di Đà. Việc ấy do mình định, Phật không tính sao ra. Siêu đọa thì Phật bảo, làm không vốn tại ta. Mình có thể làm Phật, mình có thể làm ma. Tự mình nhắm mắt lại, tự mình mở mắt ra. Mình phải tự tu lấy, không thể mượn người ta. Tội phước do mình tạo, lành dữ do mình ra. Dù ngồi bên cạnh Phật, lòng ma vẫn ra ma. Gần ma mà lòng Phật, chung cuộc thấy gì đà. Phật do mình hiện tới, Phật do mình đi xa. Chớ nghi ngờ lẫn quẩn, đừng gạn hỏi bao la. Muốn thoát ly cảnh khổ, phải tự quyết nhảy ra. Không tham của dương thế, chẳng nhiễm cảnh ta bà. Nguyện vãng sanh cực lạc, quyết được tọa liên hoa. Tâm không rời Phật tổ, lòng chẳng cách Di Đà. Luôn luôn lo tự giác, thường thường nhớ giác tha. Thương người như cật ruột, giúp người tớ giúp ta. Lo khai trí bất nhà, lo mở tánh ma. Việc khó làm được, điều khó nhận quá. Vì người vui bố thí, vì người vui xuất gia. Công đức không riêng hưởng, công đức cho muôn nhà. Từ bi khắp thiên hạ, chẳng từ bi riêng ta. Khi được tâm như thế, không gọi Phật cũng ra.
Phật sẵn nơi sanh chung, Phật ở khắp ta bà. Người được lòng như Phật, tất cùng Phật hợp hòa. Người mê không thấy Phật, Phật giác thấy người ta. Tu ở nơi am tự hoặc tu ở tại gia, đều là có Phật cả, chớ phân biệt gần xa. Thành tựu mau hay chậm do tâm lực mình ra, lấy đó làm căn bổn để cầu đạo Thích Ca, cũng lấy đó làm chánh để niệm Phật Di Đà. Tu hành được thế ấy, không lầm lạc đường ta. Điều này nên nhớ kỹ, khuyên tân khắp chư gia. Đường tu học sẽ là nên được, muốn bá tánh điều khai huệ phước. Bài kệ này hẹn ước truyền sâu. Giúp nữ nam sớm thấy đạo màu, khỏi sợ lạc bước vào tà kiến. Nếu tâm đức thường lo trao luyện, tội lỗi không còn diễn lan ra. Phước biết lo thì tội biết xa, Phật biết kinh thì ma biết lành. Người có đạo phải nên có hành, hành không xong đạo chẳng hề rồi. Đạo hành cần nhất quyết trao rồi, khi toàn thiện là người chánh đạo. Tội hay phước đều do mình tạo, có nhiên đời hay đạo cũng mình. Cần phải nên đầy đủ đức tin, tự điều khiển lòng mình trong sạch. Tâm cứng cỏi dám so thiết thạch, tánh sạch trong bị kịp ngọc châu. Trong biển đời chẳng để đời câu, sức tự chủ lúc nào cũng có. Biết sai quay thì lòng tự bỏ, biết chánh chân thì cố tâm. Được trở nên nhập thánh siêu phàm, hầu hết cũng nhờ tâm tự quyết. Việc đời có ai mà chẳng tiếc, nhưng không ham vì biết đời tàn. Lo tu hành cam chịu gian nan, vì biết đạo là đàng cứu cánh. Phàm có thể trở nên thần thánh, nếu như người bỏ đặng phàm tâm. Không để lòng tái phạm lỗi lầm, từ đó sẽ chứng chân đạo quả. Phật cùng người có đâu xa lạ, không gặp nhau vì dạ khác nhau. Nếu cho lòng cùng một sắc màu, người cùng Phật hòa nhau tức khắc. Được thấy Phật
thì ma hết bắt. Đạo khi nên đời tắt được ngã xong. Ráng tu cho phước huệ viên thông, đừng để uổng phí công hương khói. Như bài kệ vừa qua đã nói, làm Phật mà tự hỏi lòng mình. Nếu muốn cho khỏi kiếp tự sinh, tự mình phải tu hành chân chánh. Mười điều giữ hoàn toàn xả tranh. Mười điều lành cố gắng làm xong, việc hồng trần vọng tường cũng không. Đường Phật Pháp một lòng tinh tấn, bị sự thế buộc bao nhiêu lần, ráng gỡ ra cho đặng tự do. Khổ ta bà tất chẳng còn lo, được khoái lạc vốn là ngày ấy. Trong lòng này vừa suy đến đây, kể được bài kể dạy nổi thêm rằng: chỗ nào có vạn vật, chỗ ấy có Pháp Phật. Chúng sanh đếm không cùng, Pháp Phật tính chẳng hết. Phật luôn nhớ chúng sanh, chúng sanh thường quên Phật. Di Đà độ không ngưng, Phật tổ cứu chẳng dứt. Cả mười phương Như Lai cùng khắp chư Bồ Tát, nào là lo cứu sanh, nào là lo độ khác. Khi độ bằng ngôn từ, khi độ bằng tài vật, tùy phương mà giúp người, tùy người mà nói pháp. Vì người mà xả thân, vì người mà nhận nhục. Cho chúng sanh từ bi, cho chúng sanh công đức. Vì chúng sanh mà sanh, vì chúng sanh mà tịch. Phương tiện gieo duyên lành, phương tiện truyền đạo đức. Hoặc độ ngay kiếp này, hoặc độ nơi kiếp khác. Cứu chúng sanh được vui, cứu chúng sanh khỏi ác. Chư Phật cứu độ luôn, dù đến vô số kiếp. Phật độ thế đành rồi, thế gian tự độ tiếp. Để cho Phật độ không, độ bao giờ cho hết. Vui do chúng sanh gây, khổ do chúng sanh diệt. Vừa tự độ lấy mình, vừa cầu xin Phật giúp. Biết lội được có thuyền, tất khỏi lo chết ngục. Lợi ích cả hai phương, tự lực và tha lực. Chúng sinh có nhiều người quá ỷ lại nơi Phật. Chỉ niệm Phật cho nhiều, không lo hành đạo đức. Ngoài niệm Nam Mô, trong lòng còn tích ác. Thế là trái tu hành, thế là trái lời Phật. Phật chỉ độ hiền lương, Phật không độ hung ác. Trước ác mà sau hiền, tất nhiên là Phật giúp. Trước hiền mà sau hung,
tất Phật không thể vớt. Mình biết mình còn hung, Phật biết thừa mình ác. Người ôm cái ác tâm, thật luống công niệm Phật. Phật tuy rất từ bi, không vì tư ai hết. Phật không giúp người này để làm hại người khác. Lòng Phật rất công bình, phân minh rành như thiện ác. Tượng Phật như ý phàm, tức là sai tánh Phật. Nên lấy tâm công bình, nên lấy lòng chân chất, để mà niệm A-di-đà, để mà cầu chư Phật. Thế mới gọi nhà tu, thế mới gọi đạo đức. Niệm thế sẽ chứng thanh, niệm thế sẽ hiệu lực. Ấy là chân tu hành, ấy là chân niệm Phật. Nam nữ cõi thế gian, niệm như vây khỏi lạc. Cách niệm Phật chỉ cho đích xác, lòng từ bi phân tách rõ ràng. Lời kể qua giúp kẻ thế gian càng thêm được vững vàng tin tưởng. Nếu mình cố gắng lo tu dưỡng, tất Phật không hẹp lượng với mình. Phật từ bi cứu độ chúng sinh, chẳng phụ kẻ hữu tình với Phật. Người niệm Phật được lòng thanh thật, đương nhiên là có Phật vãng lai. Phật không hề bỏ sót một ai, nếu người ấy tâm hoài đến Phật. Trừ những kẻ lòng đầy gian ác, niệm Phật trong giây lát rồi thôi. Hoặc những người niệm Phật ngoài môi, trong lòng chẳng thật người tin Phật. Tu giả dối chỉ thêm tội ác, không bao giờ được Phật độ trì. Chớ tưởng rằng Đức Phật từ bi, độ tất cả bất tri lành dữ. Biết niệm Phật ráng làm thiện sự, phước sanh thì nghiệp dữ tiêu đi. Nếu người không gây tội lỗi gì, thêm niệm Phật càng quy Phật chồng. Ví như kẻ của tiền dư đồng, mà làm thêm chắc đặng mau giàu. Còn người nghèo mà biết cần lao, tất là khỏi bị câu đói rách. Như bài kể qua rồi đã vạch, Phật hay ma vốn thật tại mình. Người há không trau sửa tánh tình, để cho được trọn lành như Phật. Tuy sống giữa đời đây vật chất, sanh nhai bằng nghề nghiệp tranh chơn, được thế là mới gọi hiền nhân, và cũng đứng vào hàng trong sạch. Nuôi sống cố nhiên là nhiều cách, nhưng nó không bắt buộc làm hung. Làm hiền lành chớn tránh hiếu trung, đời sống có thể cung cấp được. Tại sao phải làm điều bạo ngược, chẳng những là ô trược thân danh, mà còn làm đời sống bất lành, các tội lỗi buộc ràng mỗi bữa. Nên xét kỹ tự mình lo sửa, cho lương tâm không hổ với đời.
Dù người không tin tưởng Phật trời, cũng phải biết việc người tốt xấu. Việc tốt đẹp thì nên tạo cấu, điều xấu xa thì chớ tập tành. Luật pháp cần tôn trọng tuân hành, việc làm phải tốt lành chân chánh. Quyền lợi của người nên trọng kính, và nên lo an định quốc dân. Dù không tu cũng sánh bậc thần, đương nhiên quý báu hơn tu rồi. Sống đời chẳng để cho phạm tội, tuy người những đáng gọi thần tiên. Ai cũng đều ăn ở lương hiền, xã hội chẳng trở nên hỗn loạn. Giúp cuộc sống cho nhau chính đáng, mọi người đều có bổn phận lo. Dân hiền hòa cũng được ấm no, nước nhà cũng khỏi lo sanh biển. Nếu đức hạnh của người tiến triển, thì sự tu sẽ đến chẳng không. Đạo lý luôn có sẵn nơi lòng, có dịp đến thì trông thấy nó. Thấy Phật cũng sẽ từ chỗ đó, nếu lòng người đừng có làng quên. Cũng như lời kệ đã nói trên, người có thể làm nên tiếng Phật. Tánh tự chủ nếu không để mất, thì là không bị vật khiến sai. Sẽ trở nên người tốt lành ngay, dù có lỗi những ngày quá khứ. Tội nơi tâm lấy tâm trừ khử, tự lòng mình đổi giữ ra lành. Thế cho nên chỉ một khắc khanh, từ trước đổi ra thanh chẳng khó. Đã có lắm người như thế đó, chỉ phút giây được tỏ đạo màu. Khác nào như đêm tối đã lâu, trong tức khắc trời soi sáng cả. Quyết tu sẽ có ngày đắc quả, đúng như câu vạn sự gió tâm. Học Phật đừng quên chữ thầm thâm, người bền chí sẽ tâm được đào. Lấy nhẫn nhục chịu khi khảo đạo, đem giới răn để bảo vệ lòng. Việc khó khăn và lúc gai trong, đủ nghị lực với lòng tin tưởng. Cảnh xung quanh có nhiều ảnh hưởng, đừng để cho ép uổng được mình. Trí huệ đem phán xét sự tình, thiền định lấy ra bình tâm địa. Bao nhiêu đó biết lo trau trịa, trên đường tu không ngã nửa chừng. Chỉ một đời đủ chứng Phật thần, không cần phải xả thân nhiều kiếp. Đến đây tiếng kệ cho nghe tiếp rằng: cõi ta ba thế giới hữu tình thì tất hoài, vạn vật chúng số phân, chẳng phải riêng nhân loại. Ai cũng lo nghèo giàu, ai cũng lo thắng bại. Giàu nghèo rồi cũng thôi, thắng bại rồi cũng bại.
người đời không trường sanh, sự vật chẳng tôn tài, vật nổi nhau tiêu tan, người nổi nhau chết mãi. Cách sống có nhiều phương, cách chết cùng nhiều loại, sống đều sống không lâu, chết đều thân tan hoại. Ý dục lớn như non, lòng tham sâu tợ hại, người với người gian lừa, người với người diệt hại. Ai cũng tưởng khôn ngoan, không ai cho ngu dại, người là chỗ hơn thua, người là nơi lợi hại. Ai cũng muốn thành công, không ai mong thất bại, nào là việc giữ việc lành, nào việc quấy việc phải, mọi người muốn khác nhau trong thế giới nhân loại. Gió đỏ xanh cành tranh, gió đỏ xanh biển cài. Vô số cuộc lệ rơi, vô số cảnh máu chảy, đời là bài tham ma, đời là cái khổ hài. Khổ chẳng phải tại trời, mà khổ do nhân loại. Nên khuyên nhau hiến từ, nên khuyên nhau hối cải, khá làm phước làm nhân, khá tương thân tương ái, giúp nhau được sanh tồn, giúp nhau khỏi sát hại, cho nhau đủ gạo cơm, cho nhau có lụa vải, vật dùng được đủ đầy, phước tiền được rộng rãi, không còn kẻ vô liêm, không còn người mất dạy. Học thức được đồng đều, đức hạnh ai như nấy, giúp nhau được sướng vui, giúp nhau được an thái, tạo thiên đường thế gian, tạo cực lạc hiện tại. Ai cũng được từ bi, ai cũng lo là bác ái. Mạng người biết kính yêu, của người không cướp lấy. Được tâm hồn cao siêu, được tinh thần quảng đại, đời sống hết đói nghèo, lòng già hết ngu dài, người bình đẳng như nhau, cảnh an ninh được mày. Nghiệp mễ người chẳng gây, cõi khổ tất biến cai, có thể dứt luân hồi, có thể ngăn kiếp hoài. Sanh tử đổi niết bàn, oán khiên đổi tự tài, người người được thanh nhàn, người người không chướng ngại. Chúng sanh cõi ta bà, cùng nên suy xét lại, máu hợp lực đồng tâm để lập sống khổ hại. Giải thoát là tội cần, tự sanh là trọng đài, ngày giờ qua rất mau, khuyên người trở trễ này. Mỗi bữa cố tiến lên, đừng phút nào lùi lại, cần nối chí Phật đã nên rộng tình nhân loại, lo cho cả nhân sanh được an vui mãi mãi.
người sống trong thời hiện tại, mặc dù là thông thái văn minh, nhưng vẫn còn trong cảnh tử sinh, theo định luật hữu hình tất hoại. Người vẫn bệnh vẫn già chết mãi, vật có sanh đều hoại đều tan, khổ não còn đầy giữa thế gian, thân người rốt cuộc hoàn tro bụi. Sự vật thấy chế nhiều thứ mới, già chết xem còn cũ như xưa. Sức lên trời xuống biển có thừa, nhưng thiếu sức ngăn ngừa thần chết. Giàu sang bỏ xác rồi cũng hết, nghèo hèn hơi thở dứt cũng thôi. Hỏi cái chi là của người đời, trả lời chẳng có gì tất cả, chỉ một cuộc lữ hành xứ lạ, về rồi thôi không thể mang theo. Đời khác chi là cánh bọt bèo, không thể tránh khỏi ngày tan rã. Thật là kiếp con người tạm giá, thế gian là mồ mả của người. Kể từ khi mới có đất trời, kéo dài đến cõi đời hiện tại. Trái đất của người đang ở đấy, không chỗ nào chẳng có thây chôn. Thấy người này ra đất ra bùn, mọc rau cỏ nuôi thân người khác. Thấy kiếp trước mọc lên rau rác, kiếp sau ăn không biết là thường. Người nối nhau chịu chết một đường, dù tài trí không phương cậy gỡ. Kiếp sống ngắn lo lường vô số, ít sự vui sự khổ thì nhiều. Ngày tháng quanh quẩn có bấy nhiêu, xưa nay vẫn một chiều không khác. Người này thác kế người kia thác, sự thác là hết cuộc đời người. Bất luận ai sống dưới gầm trời, không tránh khỏi ngày hơi thở dứt. Thế thì khá nên tin lời Phật, lo tu cho giải thoát kiếp phàm. Các nghiệp mê cõi thế không làm, tất là khỏi bị sanh tử kiếp. Tạo nghiệp tất nhiên là thọ nghiệp, nghiệp nào thì chịu kiếp nấy ra. Nghiệp người ta sanh kiếp người ta, nghiệp thú vật sinh ra thú vật. Nghiệp ác tất rơi vào chỗ ác, nghiệp lành thì được gặp chỗ lành. Chúng sanh tùy nghiệp tạo mà sanh, có sanh tất phải đành có tử. Việc sanh tử muốn cho rảnh sự, nghiệp hồng trần chớ thứ nào gây. Lo tu hành cầu đạo Như Lai, tâm ô nhiễm trần ai rũ sạch. Lòng tướng Phật không hờ cách, nhìn thế gian bằng mắt từ bi. Thấy khổ lo cứu hết khổ nguy, thấy mê độ mê si được khỏi. Làm phước đức không làm tội lỗi, lợi cho đời chẳng hại người đời. Ở phàm nhưng phàm tánh đã rời, chắc chắn nghiệp luân hồi hết được. Mọi người biết đua nhau làm phước, chẳng những cùng sống được an vui, còn giúp khi thoát khỏi luân hồi, nhất là khỏi sinh nơi thống khổ. Người há chẳng cùng nhau tế độ, dìu dắt qua khỏi lộ tử sanh.
tế độ nhau được sống no lành là được biết tu hành giải thoát. Nghĩ đến đây kế bài kệ khác cho nghe qua những việc như sau: rằng những điều người đã nghĩ đúng như lời Phật chỉ, kiếp chúng sanh vô thường, cõi thế gian mộng mị, cứ nối nhau sanh thành, cứ nối nhau tiêu hủy, không phải là mới đây, mà đã từ vô thì khổ lão không thể ngăn, khổ tử không thể trị. Thời đại có khác nhau, sống chết vẫn một lý, đen trắng khác mặt mày, vui buồn đồng tánh ý. Sống theo lối cảm tình, sống theo lòng ích kỷ, nào tha thiết ái ân, nào mong cầu danh vị. Kẻ trẻ chưa vừa lòng, người già chẳng mãn ý, ai cũng muốn trường sanh, ai cũng muốn phú quý. Bệnh tật ai cũng ghê, chết chóc ai cũng kỵ, nhưng bệnh tật khó lìa, nhưng chết chóc khó tỵ. Ai cũng tốn công lao, ai cũng hao tâm trí, thân sống không giữ còn, muốn ham chẳng được phí. Định mạng của người đời xưa nay không sai gì, người cũng nên tỉnh hồi, người cũng nên suy nghĩ, giải thoát kiếp vô thường, ly khai đời mộng mị, bằng cách học từ bi, bằng cách tìm chân lý, chinh phục mấy càn khôn, thông qua cõi huyền bí. Cửa luân hồi hết vào, biển tử sanh hết lụy, luôn luôn được trường tồn, thường thường được như ý, ấy mới chân vinh quang, ấy mới chân địa vị. Người đạt tới mức này thật là chân giá trị, người đời càng văn minh, việc sống chết càng nghĩ, tìm cách trừ khổ đau cho người đời hoan hỷ. Phật cũng vì tử sanh đem pháp tu ra chỉ, hiện tại được an vui, hậu lai hết khổ lụy. Nghe lời Phật thì hoa, nghe lời Phật hết nguy. Phật hoàn toàn từ bi, Phật hoàn toàn chân lý. Vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà nghĩ, tu cho cả chúng sanh, không tu cho ích kỷ, giúp mọi người phước duyên, giúp mọi người huệ trí. Thấy tai nạn lo trừ, thấy bệnh tật lo trị, độ người hết khổ sầu, độ người hết phiền lụy. Thật lòng thành mà tu, thật lòng thương mà thi, đó mới thật tu hiền, đó mới thật đạo lý. Kẻ học đạo ráng hành, người mộ tu khá nghĩ, đạo Phật là chánh minh, đạo Phật không hồ mị, xưa nay chẳng đổi rời. Người đời nên xét kỹ, làm theo lời Phật khuyên, đi theo đường Phật chỉ, thống khổ không còn mang, luân hồi không còn bị.
thật tự tại tự do, thật tự thân tự trị. Kệ đã qua nhưng lòng còn nghĩ, đạo Phật là chân lý vô cùng, vì cứu đời, vì lợi ích chung, thật bác ái, thật lòng từ mẫn. Nếu sanh tử người không vương vấn, đạo Phật không còn bận khai trương. Ngày nào người sanh tử còn vương, ngày ấy vẫn còn trương đạo Phật. Kẻ lầm lạc ra tay dìu dắt, người đắm chìm ra sức vớt lên. Chẳng mong ai nghĩa trả ơn đền, ấy bổn phận thiêng liêng đạo Phật. Giúp sanh chúng ấm no vật chất, còn giúp cho sáng suốt tinh thần, biết mở đường lập mạng an thân, thoát khỏi cảnh mộng trần tạm kiếp. Việc độ thế luôn luôn được tiếp, thời nọ qua thời khác nối theo. Cứu chúng sanh khỏi kiếp bọt bèo, ấy là cái mục tiêu đạo Phật. Tình yêu chúng không bao giờ mất, việc độ đời sau trước một niềm. Khi bình thì lo độ không im, lúc loạn cũng vẫn tìm cứu vớt. Nếu đau khổ chúng sanh chưa bớt, đạo Phật còn cần được rộng khai, đem an vui tất cả nhân loài, đem hòa nhã đông tây nam bắc, giải cứu cảnh sống đời gay gắt, phá tan bao thế lực bất công, thực hiện cho người được tương đồng. Hết cách biệt ở trong đời sống, mọi người nối liền dây cảm động, giúp đỡ nhau kính trọng lẫn nhau. Cả hai bề trí đức nâng cao, để được khỏi phạm vào tội lỗi. Đạo Phật giúp người đường phúc lợi, đạo Phật cho người lối quang minh. Đạo Phật là độ tử độ sinh, đạo Phật vốn trọn lành trọn sáng. Đạo Phật chẳng nói làm mù quáng, đạo Phật không mê tín dị đoan. Đạo Phật là cứu khổ thế gian, đạo Phật rất minh quang đường lối. Xưa nay vẫn một niệm cứu rỗi, cứu xác thân, cứu tới linh hồn. Đáng kính thay Đức Phật Thế Tôn, cho sanh chúng con đường Phật đạo. Do đường ấy thoát vọng khổ não, giữ hóa lành hung bạo hóa hiền. Được tỉnh ra khỏi giấc sâu miên, từ biển ai được lên bờ giác. Biết rõ nẻo luân hồi sống thác, không còn gây tạo các nghiệp mê. Quyết phát tâm cầu đạo Bồ Đề, cho khỏi kiếp u mê trọng trược. Nếu không Phật không thầy chỉ trước, đường tử sanh đâu biết chận ngăn. Từ bi thay chư Phật Pháp Tăng, ân đức ấy biển non khó sanh. Rất mong mỏi thập phương ba tánh, nghe kệ kinh được tỉnh ngộ lòng. Gió theo đường Phật giáo lướt sông, về cực lạc lãnh vòng tục lụy. Hôm sớm một lòng gìn đạo lý, chịu khó khăn trì chí tu hành, rèn tâm hồn cho được cao thanh, sửa tánh nết trở nên hiền đức.
nói hoàn toàn trơn chất, công việc làm rất bực thẳng ngay. Riêng mình không mưu việc hại ai, cũng chẳng xúi người gây việc dữ. Lấy lòng thật đem ra đối xử, dùng công tâm xét nghĩ sự đời. Thường khoan dung rộng lượng cho người, lo nâng đỡ tài bồi dân chúng. Trao thân phận cho đời hữu dụng, ở thanh liêm cho chúng soi gương. Hành vi cần giữ được thích đương, tư tưởng phải cho luôn chánh đáng. Gặp việc nghĩa cố làm không chán, trên đường tu gai ngạnh chẳng nao. Né càng làm ý chí càng cao, tu càng luyện não đầu càng mạnh. Lúc nào cũng chủ trong tâm tánh, không để cho ngoại cảnh cầm đầu. Luôn luôn đi theo chí nguyện cầu, đó mới thật học cầu Phật giáo. Nếu dân chúng động tâm hành đạo, đúng như lời Phật bảo trong kinh. Tất nhiên là thiên hạ thái bình, ai cũng được nó lành cơm áo. Trong nhà chẳng sanh điều xào xao, ngoài ngõ không loạn bạo xảy ra. Chỗ gần xa cũng được an hòa, người đây đó đều là vui vẻ. Biết lễ nghĩa từ già chí trẻ, biết khiêm cung chẳng kẻ nào không. Luật nước nhà ai cũng biết tòng, việc xã hội người đồng lo tới. Ai cũng biết dĩ hòa vi quý, ai cũng lo phúc lợi giúp nhau. Cái tinh thần tự giác nâng cao, tính phục thiện lúc nào cũng có. Trâu tâm trí luôn luôn sáng tỏ, rèn tánh tình đầy đủ hiền. Cứu giúp người là việc chủ trương, giải thoát vốn là đường duy nhất. Các việc ấy của người đạo Phật rất rõ ràng, không chút lu mờ. Kể từ xưa cho đến bây giờ, chân đạo Phật vẫn là như thế. Đọc kỹ lại lời trong kinh kệ, người sẽ trông thấy rõ mười phần. Đạo Phật không độc thiện kỳ thân, mà đạo Phật là chánh đại độ. Đạo Phật cũng là chân giác ngộ, không bao giờ thôi hóa tinh thần. Luôn luôn là ở sát bên dân, phương tiện độ khách trần mọi mặt. Mình được giác độ cho người giác, mình được vui đem sớt người vui. Thật lòng thương giúp đỡ mọi người, đó là kẻ tu nơi cửa Phật. Phật chẳng bảo tu ngồi nhắm mắt, Phật bảo tu hoạt bát tinh thần. Mở từ bi tế thế độ dân, mở trí huệ đưa thân dắt chung. Gặp khí dùng phi thường ánh dùng, gặp khí nhu rất đúng hòa nhu. Ngày đêm lo công đức là tu,
chân tu chẳng khi nào yếm thế, bao giờ cũng lo bề cứu thế, đó mới là thật kẻ tu hành. Và tu như vậy sẽ đắc thành, ai còn dám cho rằng vô ích. Tu sai cách nên người chỉ trích, tu đúng theo lời Phật ai chê. Tu bướng càn tức thì tu mê, tu suy xét ấy là tu tình. Tu mê chẳng bao giờ kiến tánh, tu tình thì chắc đặng minh tâm. Kiến tánh rồi sự vật hết lầm, minh tâm được huyền thâm rõ thâu. Hết lầm lạc thì không trần câu, rõ huyền thâm chẳng bao tục phàm. Trần câu không thì nghiệp hết gian, tục phàm chẳng tức làm Phật thanh. Tu niệm phải chú nơi kiến tánh, hành đạo cần đạt đến minh tâm. Ấy là điều tu sĩ kim tâm, dù rằng phải hy sinh cao giá. Tu hành có nhiên cầu đắc quả, đắc quả rồi càng độ chúng sanh. Độ sống lành, độ chết cũng lành, đó là cái chân tình nhà Phật. Mong những kẻ mộ đường đạo đức ráng tìm ra nguồn gốc sự tu, hầu làm cho đạo Phật hết lu, đánh thức kẻ từ lâu lầm hiểu. Được thấy đạo Phật không thể thiếu, công đức kia của triều không bì. Đó mới là thật kẻ tu trì, đó mới thật người quý Phật. Tu thế mới không xa sự thật, tu thế là hạnh phúc cho đời. Xưa nay cho đến suốt hậu thời, tu ấy đáng cho người ghi nhớ. Vừa tới đây kể nghe kể tỏ rằng, như lời kể nói qua, hiện tại cõi ta bà nhằm thời kỳ mạt pháp, cửa Phật vắng người ta. Ít người tu chân chánh, nhiều kẻ học má tà. Ngoài đường nhiều Phật tử, trong chùa lắm sải ma. Nhiều kẻ tu tự lợi, ít người tu lợi tha. Chỉ tu nơi cửa miệng, hoặc tu ở cà sa. Không giáo truyền Phật Pháp chẳng cứu độ người ta. Từ bi không thật hiện, bố thí chẳng làm ra. Thấy mê đành ngánh mặt, nghe khổ nở bỏ qua. Xã hội không mang biết, nhân sanh chẳng thiết tha. Cách tu như thế đó trái lời của Phật Đà, khiến người đời phê phán, khiến ngoại đạo kêu ca. Cho tu hành vô ích, cho tôn giáo mù lòa, gây nghi ngờ bá tánh, làm chán nản đàn na.
lòng tin lần lần kèm cửa Phật lần lần xa, quay theo đường tội ác trở lại lối yêu ma. Những tăng ni tu dối, những đạo chúng lòng ta chớ ảnh dương nương Phật, đừng lợi dụng bá gia. Khá nhớ ơn Tam Bảo nên đáp nghĩa đàn na, dùng áo cơm ba tay phải cứu độ người ta. Phật pháp lo phổ biến, công đức lo tạo ra, thuyền từ đưa đây đó, đuốc huệ rọi gần xa, cứu người lõ tu tình, khuyên kẻ niệm Di Đà. Thấy chánh khuyên thêm chánh, thấy tà khuyên bỏ tà, mùi thiền sông khắp chốn, nước tình rưới muôn nhà. Tăng cao lòng tin Phật, mở rộng đạo Thích Ca, đó mới là hành đạo, đó mới là thiền gia. Đạo hưng do tăng chánh, nước thành gió dân hòa. Quan hệ ấy khá nhớ, trách nhiệm ấy đừng xa. Những người tu cư sĩ cũng như kẻ xuất gia, bổn phận cần gìn giữ, quy tắc chớ bỏ qua. Cư sĩ tròn, cư sĩ xuất gia tròn, xuất gia lo thoát ly trần tục, lo cứu độ người ta. Mục đích ấy ôm chặt, chí nguyện ấy thiết tha. Gian lao không lùi bước, chướng ngại có vượt qua. Nếu biết tu như thế, tất nhiên Phật hiện ra, đạo quả được minh chứng, công đức được bao la. Chúng sanh đời mạt pháp, tu như vậy mới là. Những lời trong bài kệ nói qua, rất mong kẻ gần xa chú ý. Hạnh xuất gia như người cư sĩ, đồng nhất tề đạo lý lo sâu, không thèm nơi Tam Bảo hội đồng, cũng chẳng hổ ở trong bè bạn. Tâm cố định có ngày hết loạn, đạo cố tu sớm muộn cũng thành. Tu vốn là quan trọng sự hành, hành đạo được là thành quả được. Muốn tu chớ để lòng nhu nhược, phải quyết tâm nỗ lực thi hành. Lòng thí chung lo việc làm lành, luôn nuôi chí cầu sanh Phật quốc. Quyết tìm kiếm cho ra cảnh thật, khác hơn muôn sự vật tạm trần. Trước độ mình khỏi chuyện luân thân, sau cứu kẻ khác an lạc tiếp. Nhất nguyện chẳng tạo gây ác nghiệp, dứt con đường tai kiếp phàm. Vẫn biết rằng đạo Phật khó tu, nhưng lòng biết tu
cầu cho được. Như lời kệ đã vừa nói trước, nay nhầm kỳ mạt pháp chân truyền, rất ít người cùng Phật hữu duyên. Vì lẽ đó cửa thiền vắng khách, nếu có kẻ khởi tâm tưởng Phật, ấy là do tiền kiếp hữu căn. Nếu con đường Phật pháp cứ phan, nhất định cõi niết bàn đến được. Gặp gai gốc nếu không lùi bước, tất nhiên là đi được tới nơi. Sự nên hư do ở lòng người, thành bại chớ đổ nơi trời Phật. Đời là giả hay là chân thật, để tâm suy xét tất biết ngay. Đời chính là một giấc mộng say, đời là cõi chôn thay thiên hạ. Thế như thật nhưng toàn dối giả, không một ai được thỏa tâm lòng. Rốt cuộc điều chí cũng hóa không, dù người có luống công bình rình. Nào phú quý, nào mùi chúng đình, nào cống danh, nào miếng lợi quyền. Như vừng mây, như bọt nước xuyên, không thể giữ được thiên tuế nguyệt. Số định của người là sánh diệt, vạn vật là đồng kiếp vô thường. Có lên mây cũng khó ẩn nương, dù xuống đất vô phương trốn thoát. Cái chết vẫn luôn luôn đeo sát, dù người không muốn thác mặc tình. Thấy rằng trong đời của nhân sinh, có ẩn sức vô hình chi phối. Mang xác thịt không ai tránh nổi, sanh làm người đều phải như nhau. Trẻ rồi già, rồi yếu, rồi đau, rồi phải chết, người nào chạy khỏi? Ấy sự thật không cần phải hỏi, ai cũng đều biết rõ như nhau. Hả không tìm phương pháp siêu cao, hầu sớm có tổ đạo kiếp chết. Nghe lời Phật nợ trăn trả hết, nghiệp thế gian nhất thiết không gây. Tất nhiên đường sanh tử khỏi ngay, không duyên cớ đầu thai lại nữa. Lo tu gấp chớ nên lần lửa, đạo sớm thành nghiệp khổ sớm tan. Cái chết không biết được thời gian, đợi gần tổng linh sàng thì muộn. Khi sắp chết trong lòng luống cuống, không dễ gì niềm tưởng gì đã. Có nhiều người Phật chẳng nhớ ra, chết mê sảng hoặc là bất đắc. Như thế tất dứt đường tiến Phật, dù lái sanh cũng chắc vô duyên. Khó được nghe lời Phật pháp truyền, kiếp luân chuyển nối liền không hở. Việc ấy rất đáng làm lo sợ, hiện thời nên hối ngộ mau đi. Một lòng thành cầu đạo quy y, cho sớm được thoát ly mê khổ. Đời biến chuyển nay thành mai độ, sự luân lưu
kim của một tuồng. Kẻ thì vui, còn kẻ thì buồn. Buồn vui biến đổi luôn tâm trạng, lật sự trách ra ta từ đoàn, thấy tuồng đời như làn sóng chiều. Bất luận là buổi sớm buổi chiều, cứ lên xuống nối theo không dứt, mưu sự sống cạnh tranh đắc thất. Được thì vui, còn mất thì buồn. Cứ thế mà tiếp diễn ra luôn, rồi phải chết, phải buông tất cả. Kẻ nông phu hay nhà vương giả, chung quy đều thế cả không hơn. Thế cho nên hầu hết chư nhân khuyên chớ có vị thân vị kỷ. Vị thân ấy có ngày phải hủy, dù gian ngoan cũng chỉ luống không. Chỉ bằng nên mở trí đại đông, giúp nhân loại sống chung hành phúc. Không thù hận, không mang ác đức, lại cùng không người đục khoét nhau. Cảnh vui tươi đâu cùng một màu, đó có phải là cao thượng nhỉ? Nhân loại được thế là bình trì, đàn áp không, khinh thị cũng không. Lúc sống cùng nhau chẳng ác lòng, khi thác tất là không bảo oan. Hồn lẫn xác trong đường tươi sáng, Phật với người tất chẳng khác nhau. Có phải chăng là cảnh siêu cao? Người nên để tâm vào việc ấy, kế nghe kề khác vang dội lại rằng: ôm lấy chỉ cứu đời, không phải chỉ nhất thời, mà lúc nào cũng cứu, cứu đến lúc tan hơi. Lành thì khuyên nên tận, dữ thì khuyên nên thôi. Người khổ tuy cứu khổ, người vui tuy cứu vui. Hạng nào cùng tiến đồ, không hạng nào bỏ trôi. Từ bi bán chốn chốn, bác ái dài nơi nơi. Gọi người lo đạo đức, khuyên kẻ rán tình hôi. Chân lý không ngớt tiếng, Phật pháp chẳng quên lời. Cứu độ luôn không nghỉ, hoằng hóa luôn không thôi. Ấy thật người phụ Phật, ấy thật kẻ yêu đời. Gian nan không chán nản, trở ngại chẳng bối hối. Ai chê cũng không giận, ai khen cũng không vui. Ai chê cho chưa hiểu, nghe khen cho tường thôi. Tu không vì khen ngợi, tu không vì chê cười. Tu
hành vì giải thoát, cứu độ vì thương người. Muốn ai cũng hết khổ, muốn ai cũng được vui, ấy là tình chư Phật, ấy là phần cứu đời. Không quản cơn lao lý, chẳng phiền lúc ta tới, an ninh cũng độ thế, ly loạn cũng cứu đời. Tu cứu toàn thiên hạ, đọa hóa khắp mọi nơi, đáng độ không tiếc mạng, đáng nói không tiếc lời. Giúp người được giải thoát, giúp người hết nỗi trôi, làm hạnh phúc nhân loại, làm lợi ích mọi người. Tùy người đưa đến chốn, tùy kẻ dắt tới nơi. Trong xem giờ ma đánh, buồn xem gió ma khơi, lấy trí huệ độ thế, dùng phương tiện cứu đời. Mục đích làm tỏ ngộ, chỉ nguyện làm an vui. Người theo tôn chỉ Phật, tâm hành ấy nên tuy nói rằng mạt pháp rốt đời, nhưng lòng Phật thương người không giảm. Tâm đạo đức người càng u ám, sự cứu an Phật thánh càng tăng. Tánh từ bi rộng lớn vô ngần, sức hóa độ chúng sanh không mỏi. Đáng kính thay, tâm hồn thượng cõi cao quý thay, đường lối Phật ra đối với ai cũng rất hại hà, lúc nào cũng xông pha cứu vớt, khiến người biết mở tâm chia sớt, khiến người sanh lòng biết thương nhau. Như nước làm vạn vật tươi màu, như trời giúp hoàn cầu ấm áp, hết mê muội nhờ ơn Phật pháp, khỏi lỗi lầm nhờ Đức Thế Tôn. Được biết đường giải cứu xác hồn là nhờ có chân ngôn của Phật, không riêng chúng sanh nơi quả đất, cả chúng sanh ở khắp mười phương cũng là nhờ có Phật chỉ đường, mới biết rõ phương giải thoát. Những người được về nơi cực lạc, số đông như là cát sông Hằng. Đức Phật sâu biển khó lường bằng, ấn Phật lớn núi không đo kịp. Nghe lời Phật lo tu hiện kiếp, tất nhiên là ác nghiệp hết mang. Giải quyết xong đời sống thế gian, các đau khổ nghiệp oán đều dứt. Sống khỏi cảnh kẻ danh người giật, thác khỏi lo nợ trực oán chớ. Hoàn toàn ra khỏi kiếp trược nhớ, luân hồi hết sợ lo quấn quýt, được thông thả không điều xiềng xích, được an vui chẳng chút khổ sâu.
Cảnh ấy người đời khá tâm cầu, nên cương quyết làm sao đạt tới. Phật đi trước chỉ cho đường lối, mình làm theo tiếng gọi ắt nên. Tuy gốc gai khó nổi bước lên, nếu bền chí tất thiền quả được. Sự lao khổ phải mang chịu trước, việc an vui sẽ đáp lại sau. Cứ ngồi yên một chỗ ước ao, công việc chẳng thể nào thành tựu. Nếu người muốn Phật tiên đến cứu, ít nhất là phải có lòng thành. Đạo muốn siêu mà chẳng chịu hành, thì không thể nào thành đạo được. Nhớ lịch sử Thích Ca thua trước, tất nhiên là giải được nghi nan. Thích Ca xưa chịu lắm khổ nạn, mới là được đắc thành Phật quả. Các tiên thánh cũng như thế cả, có ai tu thông thả mà thành. Người khá soi gương đó tu hành, chắc chắn được chứng minh đạo phẩm. Nên để trí sớm khuya suy ngẫm, làm cho thân khỏi đắm chìm thêm. Cõi thế gian hết bị kẹp kềm, địa ngục cũng không làm xa đọa. Được trường mạng như là Phật cả, không còn mang tạm giả số căn. Bạn với chư Bồ Tát ngày hằng, được cụ túc lục thông như ý. Cảnh chân thật không điều dối mị, sự cùng chân mà lý cùng chân. Được thật tâm và cũng thật thân, khác hơn cõi hồng trần huyền hoặc. Rán lập chí tu thân cho đắc, để khỏi mang phàm xác nặng nề. Được kim thân ở cõi liên huê, sanh tự khổ không hề trói buộc. Tu gấp kẹo tháng ngày qua huốt, dịp qua rồi muốn gặp khó thay. Bóng thiều quang chẳng đợi chờ ai, sự tu phải hành ngay mới kịp. Chết trẻ cũng là quá một kiếp, chết ra thời cũng hết một đời. Cái chết không hẹn tuổi hẹn người, cho nên đợi ngày mới sẽ hồi. Chuyện giờ trước còn không lường nổi, huống chi là chuyện tới ngày mai. Biết bao người vừa mới sống đây, sau đó ít phút giây đã chết. Đời hơi thở sắp gần khi hết, mới lo tu thì việc trễ trang. Nay khá tu chờ đợi thời gian, sớm đi
tất nhiên đàng mau tới. Mong tín nữ thiền nam các giới mau phát tâm phấn khởi tu hành, độ cho thân đạo quả đắc thành, cứu cha mẹ vạn sanh Phật quốc, đồng thời cùng tế nhân độ vật được siêu thăng hết kiếp luân hồi. Biển trần không còn bị nổi trôi, cảnh khổ của kiếp người cùng khỏi. Việc đạo lý khá nên học hỏi, sự tu hiền cần phải chăm nom, giúp tâm hồn thoát cảnh tối om, khiến đời sống khỏi vòng tội lỗi, giải thoát lấy sự tu làm cội, tỏ ngộ do biết lối tu hành, tu được lòng đầy đủ tín thành, đạo sẽ đắc như mình ao ước. Lòng người muốn cố làm sẽ được, dù việc đời hay việc nhà tu, có tâm thành có sức cần cù, chỉ sẽ toại đạo mong sẽ đắc. Nhìn kim cổ tất là biết chắc, thành bại do tâm lực mà ra, cương quyết làm chớ có dần già, lo tu tình để qua khổ ách. Trên đường đạo có nhiều thử thách, người cần tăng nghị lực vượt qua, nhớ niệm luôn sau chữ Di Đà, lòng cầu đạo đừng xa một phút. Lòng trong chớ để cho thêm đục, làm hiền đừng sanh chút nào hung, màn vô minh ráng vẹt tận cùng, góc vọng tường cố khuân cho hết. Nhớ luyện tập dù răng mỏi mệt, lo công phu dù việc khó khăn, y kệ kinh tu niệm thường hằng, lấy giới luật để răn tánh hành, thường tự xét trong lòng ta chánh, thương gạn lừa ngôn hạnh tục tiên, thấy sai lầm thì chẳng ngăn liền, thấy quấy phạm thì nghiêm hối lại, lúc nào cũng lo trau sửa mãi, dự đến đâu cũng phải ra lành. Tu được lòng cương quyết lo hành, tất nhiên được đạo thành như nguyện. Mong ba tánh chỉ công tu luyện, để cho mau được hiện đạo mau, thấy rõ đường cực lạc nơi đâu, hầu phương tiện chỉ cho nhân loại. Sớm khỏi cảnh ta bà khổ hại, được hoàn toàn tự tại an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.